Hôm nay chúng tôi xin thay lời chư Đại Đức Tăng Ni để trình bày về cái phương thức thực hành pháp môn tịnh độ, còn gọi là pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Trước đây chúng tôi cũng có dịp lượt qua một số những cái vấn đề trọng yếu để cho người tu tịnh độ có thể nắm vững, hiểu rõ và thực hành có lợi ích. Đó là người niệm Phật phải vì mục đích thoát sự sanh tử, và người niệm Phật cũng phải cần phải phát bồ đề tâm, tức là tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành Phật đạo, dưới độ khắp chúng sanh. Rồi người tu niệm Phật cũng phải dứt trừ cái lòng nghi ngờ, vì chính cái sự nghi ngờ, phân vân, do dự nó làm trở ngại cho sự nỗ lực tinh tấn tu hành của chúng ta, và nó làm cho chúng ta khó mà đạt được cái mục đích tối hậu. Người tu niệm Phật còn phải có một cái sự phát nguyện cho tha thiết, vì chính cái sự phát nguyện này sẽ giúp chúng ta nhận định đâu là đúng, đâu là sự thực hành đúng, tu tập đúng theo pháp môn tịnh độ, và đâu là những cái người mà tuy rằng niệm Phật mà không phải là tu tịnh độ. Bởi vì người niệm Phật thì ai mà tu hành không niệm Phật làm lành, nhưng mà có nhiều sự niệm Phật, nếu mà chúng ta không khéo nhận rõ về phần nguyện này, phần đây là phần quan trọng nhất á, thì chúng ta tưởng rằng chúng ta tu tịnh độ, chứ thực sự ra cái đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Tôi đơn cử ra những trường hợp, ví dụ như những người ít hiểu biết về giáo lý, thường thường niệm Phật nhằm cái mục đích là để tai qua nạn khỏi, để cho mình được bệnh tật tiêu trừ, hoặc là được có những cái sự phấn khởi thoát đạt trong cái cuộc làm ăn, hoặc là có thể hưởng được cái sự hạnh phúc yên vui nào đó, thành tựu một cái hoài bão nào mà chúng ta mong cầu đó ở trên thế gian. Thì niệm Phật như vậy đó thì không phải là trong pháp môn tịnh độ rồi. Niệm Phật với cái lòng ao ước như vậy, với cái tâm nguyện như vậy thì không phải là pháp môn tịnh độ. Dù cho chúng ta có độ niệm đúng danh hiệu Đức A Di Đà cũng vậy thôi, đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Đó là nói về những người ít hiểu giáo lý. Còn có một số khác hiểu được kha khá giáo lý, thì người ta niệm Phật để phát nguyện rằng để có thể chuyển nữ thành nam, tu hành cho được dễ dàng, hoặc là để được đời sau mình xuất gia trong cái lúc ấu niên, để con đường tu hành của mình nó được bắt đầu sớm như vậy sẽ thành đạt được nhiều mục đích hơn. Bây giờ đời này mình tu hành trễ mãi quá rồi. Hoặc là có người mong cầu sự niệm Phật đó, khi thực hành cái môn niệm Phật, để mà được cái sự ngăn chặn hoặc là dứt trừ vọng tưởng, để trở về cái bản tâm tâm sạch, tức là cái bản lai thanh tịnh của mình. Thì niệm Phật như vậy tuy có hiểu sâu về giáo lý, nhưng mà niệm Phật đó cũng ngoài pháp môn tịnh độ, cái đó không thuộc về pháp môn tịnh độ. Vậy thì chỉ có người niệm Phật nào mà để mà thành đạt cái mục tiêu, thành đạt cái tâm nguyện, thành đạt cái lòng ước ao khao khát là được giảng sanh về thế giới cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì những người niệm Phật với cái tâm nguyện như vậy mới gọi là tu tịnh độ. Ngoài ra tất cả những cái phương thức niệm Phật khác nhằm cái mục đích khác hơn là cái mục đích cầu sanh, thì cái đó đều ngoài pháp môn tịnh độ hết. Như vậy thì cái phần nguyện này chúng ta cần nên hiểu rõ và có một cái sự định chắc để chúng ta khỏi cái bị sai lạc trong khi chúng ta tu tập. Nếu người nào tu tịnh độ thì phải là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương mới đúng là tâm chỉ của tịnh độ. Chứ niệm Phật để mong cầu một điều gì khác hơn thì đều không phải là môn niệm Phật. Thì cái phần nguyện này là cái phần rất là quan trọng đó. Mà cái nguyện này cũng như thường thường tôi cũng có dịp để mà nhắc nhở, không phải chúng ta chỉ đọc lên một cái bài văn phát nguyện gọi là nguyện, mà nguyện đây có nghĩa là tự trong thâm tâm mình có một lòng ước ao khao khát thường xuyên và mãnh liệt hướng về một mục tiêu nào đó, thì cái đó gọi là nguyện. Cho nên cái nguyện này thì không có kể là buổi sáng hay buổi chiều, buổi trưa buổi tối gì hết, mà cái nguyện này là một cái hoài bão, cái lòng khao khát thường trực và mãnh liệt ở trong tâm hồn của mình, thì cái đó là cái lòng mong muốn đó, thì cái đó chính là nguyện. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã dứt trừ lòng nghi rồi, chúng ta đã thấy rõ pháp môn, thấy rõ con đường đưa đến giải thoát, và chúng ta đã có một cái nguyện sâu thiết, tha thiết, tức là lúc nào cũng mong muốn về cõi cực lạc, thì như vậy đến bây giờ đến cái phần thực hành, tức là làm sao có những cái phương thức nào để chúng ta thành đạt được cái mục đích, cái ý nguyện đó, cái lòng mong muốn khát khao đó được viên mãn. Thì về phần thực hành pháp môn tịnh độ, nó có hai phần gọi là chánh hạnh và trợ hạnh. Phần chánh hạnh tức là niệm Phật
và phần trợ hạnh, tức là tất cả những công đức phước lành để hồi hướng cầu nguyện cho được giảng sanh, hỗ trợ, thì cái phần đó gọi là trợ hạnh. Như vậy thì chúng ta chỉ có hai phần chánh thôi, đó là chánh hạnh và trợ hạnh. Bây giờ chúng tôi nói về phần chánh hạnh. Về phần chánh hạnh niệm Phật á, thì không phải chỉ miệng niệm thôi, mà vấn đề quan trọng là tâm niệm. Cho nên trong cái cách niệm Phật á, có bốn cái phương cách niệm Phật. Đó là thứ nhất là thật tướng niệm Phật, thứ hai là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là quán tượng niệm Phật, và thứ tư là trì danh niệm Phật. Phần thật tướng niệm Phật tức là chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch, gọi là cái chân tâm Phật tánh của mình, bản lai diện mục của mình. Nên vì cái đó thì ở Phật không hơn, mà ở chúng ta thì không kém. Cái đó ai cũng bình đẳng như nhau hết. Luôn luôn ta niệm niệm ghi nhớ, và mỗi khi có một cái điều gì nó làm ô nhiễm, có cái sự làm xen tạp vô, thì chúng ta loại trừ nó đi, để luôn luôn sống và luôn luôn chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch như vậy. Thì như vậy gọi là thật tướng niệm Phật. Nhưng mà cái hành môn này nó không có được phổ cập, vì nó chỉ phù hợp cho bậc thượng căn thôi. Và hành môn này đó đúng ra nó thuộc về bên thiền, nhưng mà chư tổ tịnh độ thấy rằng cái hướng tâm cũng hướng về Phật tánh, hướng về cái bản tâm, cái chân thật, tức là tự tánh Di Đà của mình đó, thì cái đó nó cũng gồm ở tâm tịnh độ. Nhưng mà chư tổ chỉ trình bày để cho chúng ta thấy rằng cái môn niệm Phật có những cái ý nghĩa sâu xa và rộng rãi. Đó là chỗ gặp nhau giữa thiền và tịnh, đó là thiền tịnh không khác nhau. Nhưng mà nói về cái phương thức thực hành cụ thể thì ở đây không có nhiếp ba căn, tức là chỉ phù hợp bậc thượng căn mà thôi. Do đó thì phần này chúng ta chỉ biết qua để thấy rằng cái ý nghĩa của sự niệm Phật cũng cao siêu màu nhiệm, chứ không phải là chỉ dành cho những người hay là ông già bà cả không đâu, mà nó có những cái ý nghĩa sâu rộng, không khác chi thiền. Thì đây cũng như tôi nhắc lại, đó là chỉ hiểu biết qua, chứ về phần hiển dương để mà thực hành thì cái này không có những cái căn cơ để mà phù hợp. Còn thứ hai tức là quán tưởng niệm Phật. Phần này thì các cái cũng dành cho những cái bậc tương đối là có cái dạy căn đó, tức là căn cứ cho trong một trong ba kinh mà tịnh độ, tức là kinh quán kinh hay gọi là kinh quán vô lượng thọ. Trong đó Đức Phật có chỉ bài những cái y báo và tánh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc trong 16 pháp quán gọi là thập lục quán. Ở trong đó Đức Phật trình bày những cái cảnh giới của thế giới cực lạc do công đức tạo thành, màu nhiệm trang nghiêm, cảnh giới đó gọi là y báo. Và chư Phật, chư Bồ Tát, thánh chúng ở đó gọi là chánh báo, tức là những người, những cái vị Phật, Bồ Tát và nhân dân ở cái quốc độ đó. Thì trong 16 pháp quán như vậy, trình bày rõ những y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Thì hành giả khi mà căn cứ theo những lời kinh rồi dùng trí để mà suy niệm, cho đến khi thành tựu pháp quán, thì tâm định có thể nhìn thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc và tự thân có thể dạo trên khỏi cực lạc. Pháp quán này khi thành tựu thì có công đức vô lượng và chắc chắn rằng sẽ được vãng sanh. Tuy nhiên về cái phần quán tưởng này nó cũng khó có thể thực hiện được, khó có thể thành tựu, tại vì chỉ có những người căn cơ đang lợi và thượng căn mới thành tựu nổi thôi. Bây giờ nó có 5 cái điều khó thành tựu. Điều thứ nhất khó thành tựu là người nào căn độ mà hành cái này thì cũng không thành tựu được. Thứ nhất là căn độ khó thành tựu. Thứ hai là tâm thô thì cũng khó thành tựu. Thứ ba thì nếu mà chúng ta không biết khéo uyển chuyển thay đổi cái phương thức hành trì trong lúc mà tu tập thì cũng khó thành tựu. Cái điều thứ tư là nếu mà chúng ta có cái sự ký ức ghi nhận mà kém, cái ký ức chúng ta ghi nhận kém thì cũng không thể thành tựu được. Và điều thứ năm thì cái tinh lực yếu kém cũng không thể thành tựu được. Tinh lực đây là sức mạnh của tinh thần, cái sức lực của tinh thần, cái sự tập trung của mình đó. Nếu mà yếu kém thì cũng không thể quán tưởng được thành tựu. Do đó cái môn quán tưởng này tuy đúng là trong cái hành môn của cái pháp môn tịnh độ và nó có cái công đức vô lượng, nhưng cái phần nhiếp cơ của nó, nhiếp căn cơ của nó thì cũng chọn lọc là những cái bậc thượng thôi. Cho đó chúng ta chỉ biết qua, và phần hành trì cụ thể thì có lẽ chúng ta cũng để dành riêng cho một số người nào phù hợp thôi, chứ không phải phổ cập trong đa số quần chúng. Cái phương thức niệm Phật thứ ba tức là quán tượng niệm Phật, tức là người ta để trước mặt một cái ảnh tượng của Đức Phật, dùng mắt, dùng tâm ghi nhận tất cả những điều nét. Và khi chúng ta lấy tượng Phật đi, nhắm mắt lại thì chúng ta tưởng tượng lại cái tất cả những cái hình thể chi tiết về cái bức tượng đó. Cho đến khi thành tựu thì dù cho mắt nhắm mắt mở, dù cho có tượng Phật trước mặt hay không, chúng ta vẫn có hiển hiện Đức Phật ở trong cái hình tượng đó. Thì pháp này cũng dùng cái sức chú tâm tưởng niệm, thì cái này cũng gần như là quán tưởng vậy đó. Do đó nó cũng có một cái sự khó khăn, tức là phải ghi nhận ấn tượng kém hoặc là tinh lực không được mạnh mẽ thì
thì cũng không có thành tựu được. Mà trong kinh thì cũng không có nói về phần quán tưởng này, cho nên chư tổ chỉ đặt ra để có thể là hỗ trợ cho phần kỳ danh niệm Phật, hỗ trợ để giúp cho phần kỳ danh này có thêm cái sức nhiếp tâm, nhờ có bức tượng trước mặt mà chúng ta dễ nhiếp sáu căn để mà nối liền cái chánh niệm. Do đó chỉ phần này chỉ dành cho sự kiên tu hơn là kiên tu. Kiên tu tức là tu kèm theo đó. Và phần thứ tư tức là phần rộng rãi, tất cả mọi căn cơ đều có thể tu tập được dễ dàng, đó là trì danh hiệu Phật. Trong phần trì danh này chư tổ đều có xiển dương, như ngài Thiện Đạo là nói rằng Đức Đại Thánh tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xót thương chỉ dạy khuyên thẳng nên là niệm cách trì danh hiệu. Vì nếu mà có thể giữ mỗi niệm nấu nhau á, thì 10 người tu 10 người được giảng sanh, 100.000 người tu thì 100.000 người được giảng sanh, không sót một. Bởi vì chuyên tu nó có một cái lợi ích á, là do không có tạp duyên cho nên dễ thành chánh định. Do gì hợp với cái bản nguyện của Đức Phật Di Đà, do gì đúng theo kinh giáo đã truyền lại, và do gì phù hợp với những lời của Phật dạy. Do những điều kiện đó mà phương thức trì danh nó rất là giản tiện, rất là phù hợp cho tất cả mọi người đều có thể dùng cái phương thức này được. Một vị đại sư, nghĩa là Diệu Tông đại sư, cũng có cái chuyện phân tích để so sánh để chúng ta thấy cái pháp môn, cái phương thức trì danh rất là ổn đáng. Ngài nói rằng phép quán tưởng không dễ gì thành tựu, người giữ giới thì cũng không có dễ gì mà chọn được giữ cho nó chu toàn. Còn nói về cái phần liễu ngộ thì cũng không phải là dành cho những người có căn cơ kém. Và đến cái chuyện mà tu phước hồi hướng thì cũng không phải là không sớm có thể thành công được. Nói về người có thể bền chắc cái đại nguyện lại càng ít hơn nữa. Cho nên chỉ có cái phương thức là nếu không có nương vào cái sự chân thật trì danh để tìm mẹ thoát ly đó, thì tất là phải chìm ở trong cái biển khổ và hằng chịu sự luân hồi. Lúc đó dù cho ngàn Phật có thương xót từ bi cũng không thể nào mà cứu vãn được. Hơn nữa cái pháp môn, cái phương thức trì danh lại gồm nhất cả ba căn, tức là thượng trung đều, thượng trung hạ đều có thể sử dụng, đều có thể tu tập được. Cho nên đây là một cái phương thức tốt đẹp nhất, ổn đáng nhất, yên ổn và thích đáng nhất. Ngài Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 tâm liên tông gần đây nhất cận đại, thì ngài cũng có cái sự phân tích để khuyên nhắc chúng ta. Ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng Phật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Phật tướng và quán tưởng là hai cái phương thức mà nó đưa đến những kết quả rất là thù thắng, rất là tốt đẹp, nhưng mà rất khó hành trì. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thức trì danh thì cũng được giảng sanh về Tây Phương. Mà khi giảng sanh về Tây Phương thì không cần quán tưởng cũng thấy cảnh Tây Phương trước mắt, đó là hiện thực. Và khi về Tây Phương rồi, chúng ta nỗ lực tu tập theo đủ những cái thánh duyên đó, thì chúng ta cũng lần lần chứng được Phật tướng. Mà bây giờ không cần dùng Phật tướng trì danh, không cần dùng cái niệm Phật niệm về Phật tướng, thì đến chừng đó ta cũng thành tựu được cái Phật tướng. Cho nên Ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng Phật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Do đó thì chúng ta thấy cái môn trì danh này rất là tốt đẹp, và nó phù hợp với sự hành trì của tất cả những cái hạng người. Trong phần trì danh này có 4 cái phương thức, 4 cái trạng thái, từ thô cho tới tế. Thô nhất á, rõ ràng nhất á, đó là cao thâm trì danh. Kế đó là đê thâm trì danh. Và thứ ba đó là kim can trì. Thứ tư đó là mặt trì. Đó là những hành thức từ khô cho đến trạng thái tế. Cao thâm trì tức là niệm ra tiếng đó. Thí dụ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà dù chúng ta niệm thật nhỏ là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đó vẫn gọi là cao thâm. Phải phát ra âm thanh thì gọi là cao thâm. Mà khi chúng ta phát ra âm thanh thì chỉ có phát ra trong lúc chúng ta thở hơi ra thôi. Khi chúng ta lấy hơi vào thì chúng ta không thể nào phát âm được. Cho nên ta chỉ niệm trong lúc thở ra. Cái bằng niệm cao thâm này có cái công dụng là phá trị cái sự không cầm rất là thâm nhiều. Kế đó là đê thâm trì danh, tức là khi mà chúng ta nói chuyện nho nhỏ gì đó, kê sót cho lại ta người nào đó, ta chỉ nói để phát ra hơi gió lào xào thôi. Thì khi mà phát ra như vậy nó gọi là đê thâm. Khi ta niệm Phật theo cái mức độ như vậy nó gọi là đê thâm trì. Thì mức độ này ta niệm phát ra cái hơi gió, và khi ta niệm như vậy thì dù cho thở ra hay thở vào ta vẫn niệm được và không có trở ngại. Phần thứ ba tế nhị hơn, tức là kim can trì, tức là ta chỉ kẹt kẽ mắt mái môi lưỡi thôi, chứ không có phát ra hơi gió. Dù cho kê sát vào lỗ tai thì cũng không có phát ra cái hơi gió âm thanh nào hết. Thì đó gọi là
gọi là kim cang trì, và thứ tư mặt trì, tức là hình thức tế nhị nhất của cái sự trì danh. Tức là hoàn toàn ta không có mắt mái môi lưỡi gì hết, hoàn toàn ta yên lặng, nhưng mà trong tâm thì nối tiếp những câu Phật hiệu. Thì phương pháp về mặt trì thì nên lợi điểm đó là nó làm chúng ta đỡ cái tốn hơi sức và yên lặng, nó ít cái làm phiền lộn tới ai. Nhưng mà nó có một cái điều nó bất lợi là những người sơ cơ tu tập thì cái tâm nó không có được chuyên chú, cho nên dễ bị hôn trầm tấn công. Cho nên khi mà chúng ta có thể thay đổi bốn cái trạng thái đó, bốn cái trình độ từ thô tới tế đó mà chúng ta tu tập, khi thì nếu mà chúng ta niệm cao sinh, chúng ta thấy nó hao hơi hao sức thì chúng ta có thể niệm đê sinh hoặc là kim cang, thấy vẫn còn hao sức thì chúng ta mặc trì, mà nếu mặc trì để hôn trầm thì ta đổi lại niệm cao sinh. Thì như vậy chúng ta có thể luân chuyển thay đổi mà chúng ta áp dụng tùy theo cái hoàn cảnh này phù hợp cho cái tâm nguyện, tâm niệm của chúng ta, làm sao cho nó được rành rẽ rõ ràng. Thì các vị cổ đức nói rằng niệm cao sinh nó có 10 cái lợi ích thế này. Thứ nhất á, là nó có thể phá trị được phong trầm. Thứ hai là vang động mười phương. Thứ ba là thiên ma kinh sợ, bởi vì cái người hành đạo tinh tấn như là thiên ma sợ lắm. Thứ tư á, là ba đường ác giết khổ, nhờ tới những âm thanh nó xuất hiện ra đây, âm thanh nó phát ra đây mà các đường khổ, ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhờ đó nên cái đó được giải thoát, được dứt khổ. Thứ năm á, là có thể ngăn chặn được cái tiếng ngoài không xâm nhập. Thứ sáu á, thì giữ cho niệm tâm không tán loạn. Thứ bảy á, thường được tinh tấn. Thứ tám á, thì chư Phật quan hỷ. Chư Phật thấy người nào niệm cao sinh vậy là quan hỷ lắm á, chư Phật vui mừng. Thứ chín á, ta muội hiện tiền. Và thứ 10 là được giảng sanh tịnh độ. 10 cái công dụng đó là 10 cái công dụng của cái niệm Phật cao sinh. Nhưng mà niệm Phật cao sinh cũng như tôi vừa nói đó, chỉ phù hợp cho một số người nào có cái khí lực tốt thì mới có thể niệm cao sinh được, mà không có bị mệt mỏi. Đó là 4 cái phương thức để mà từ trạng thái thô đến tế, khi mà chúng ta có thể thay đổi xoay chuyển để chúng ta áp dụng phần trì danh. Về phần trì danh đó thì nó còn 10 cái cấp để trì danh nữa, mà chúng ta nếu mà có thì giờ xem lại trong niệm bài tập yếu của ngài Thích Thiền Tâm ở đây, tôi chỉ kể lược qua thôi. 10 cái phương thức trì danh đó là thứ nhất là phản danh trì danh, tức là người ta vừa niệm mà vừa lắng tai nghe cái câu niệm Phật, dù cho chúng ta niệm cao kinh, dù cho chúng ta niệm đê kinh, hay là niệm kim cang hoặc niệm thầm gì thì vẫn có cái tướng niệm, tức là vẫn có cái câu Nam Mô A Di Đà Phật âm thầm gì đó, và ta lắng tai ta nghe được rành rẽ rõ ràng, thì vừa niệm mà vừa lắng tai nghe gọi là phản danh trì danh. Cái phần phản danh trì danh này ta dùng để chúng ta đánh tan được vọng niệm rất là tốt, và phương cấp rất là mầu nhiệm để mà phá được cái vọng niệm. Đó là phản danh trì danh, tức là trì danh là nghe ngược trở lại. Đó là thứ nhất. Thứ hai là sổ tâu châu trì danh, tức là người ta dùng chuỗi để người ta lành chuỗi. Đây, mỗi lần người ta lành qua một hạt chuỗi thì người ta niệm một câu hiệu Phật. Thì cái phương thức này nè, nó có cái tác dụng giống như người đi đường có chiếc gậy, nương theo chiếc gậy rất là vững vàng, rất là chắc chắn. Ngài Ngẫu Quốc Đại Sư, tức là vị tổ thứ chín đó, ở trong Tịnh Độ Tông đó, ngài có dạy như vậy, muốn đi đến sự ta muội những tiền cũng không có gì cái khó khăn kỳ diệu, mà chỉ cần lúc ban sơ chúng ta dùng chuỗi để chúng ta ghi số mỗi ngày ấn định nào, hoặc một muôn, hoặc hai muôn, ba muôn, cho đến 10 muôn câu, và cứ giữ chắc như vậy cho đến suốt đời, mà cứ niệm mà cứ ghi số để mà giữ cái thời khóa chúng ta chắc có thể từ hai muôn, ba muôn hoặc đến 10 muôn, và cứ niệm như vậy cho đến khi thuần thục. Khi mà không khởi niệm để dẫn niệm thì lúc đó có ghi số hay không ghi số gì cũng không cần. Thì lúc ban sơ chúng ta phải nương theo cái sâu chuỗi để chúng ta niệm như vậy. Thì như vậy lần lần đó thì chúng ta sẽ đến được cái trạng thái gọi là thuần thục. Còn nếu không, mới đầu mà chúng ta chỉ cắt vào cái chuyện mà người ta sợ rằng mình tu vậy nó trước tốn, tu vậy người ta thấy mình tu thấp, người tu cao đâu có cần phải có những cái phương tiện để mà làm dò vậy, cho nên mình phải tỏ ra mình tu cao. Thì những người như vậy đó do tính nguyện không được sâu tiến, và như vậy đó ngài nói rằng những người như vậy dù có giảng được 12 phần giáo hay là có thể thông suốt được 1700 công án thì tất cả những chuyện đó đều là ở bên lề sanh tử đó, đến lúc lâm chung không có dùng được cái gì đó. Cho nên cái điều đó thầy rất là tán dương về môn sổ châu, nó giữ cho chúng ta tránh được cái sự giải đãi biến trễ và lưu sụp trong cái khi mà tu tập, bởi vì mình đã có cái định khóa, mình có ghi số hẳn hoài, bắt đầu mình căn cứ vào đó giữ cho nó đúng số thôi. Đó là phần thứ hai là sổ châu trì danh. Phần thứ ba là chúng ta tùy tức trì danh, tức là niệm Phật theo hơi thở.
Hôm nay chúng tôi xin thay lời chư Đại Đức Tăng Ni để trình bày